Theo Cục Hàng không Việt Nam, số máy bay hoạt động thương mại của 6 hãng hàng không đến thời điểm này là khoảng 205, trong đó có 159 tàu đang khai thác, 20 tàu đang phải bảo dưỡng động cơ. Như vậy là so với cùng năm trước, đội tàu bay đã giảm 40-45 chiếc, thậm chí có hãng bay không còn máy bay để khai thác, khiến cho giá vé máy bay ở tất cả các chặng rất căng thẳng. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp giao ban quý 1 của Bộ Giao thông Vận tải tổ chức vào chiều ngày 1 tháng 4. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nguyên nhân thiếu hụt tàu bay là một số hãng thua lỗ nặng, bắt buộc phải tái cơ cấu nợ, giảm quy mô đội tàu bay. Bamboo Airways giờ chỉ còn 5 chiếc hoạt động, Pacific Airlines trả hết 6 tàu bay Airbus 320. Ngoài ra, từ năm nay, nhà sản xuất động cơ phải triệu hồi động cơ để kiểm tra và sửa chữa chuyên sâu nhằm khắc phục lỗi sản xuất. Tổng số máy bay bị ảnh hưởng của hai hãng Vietnam Airlines và Vietjet Air là 42 máy bay. Trước tình hình này, Cục Hàng không đã triển khai hàng loạt giải pháp yêu cầu các hãng hàng không phải khắc phục. Tuy nhiên, việc hạ nhiệt giá vé máy bay trong ngắn hạn là rất khó. Các hãng hiện nay thì cũng không có hãng nào bán vượt giá trần cả. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin báo cáo thật là cái chi phí đầu vào rất cao. Thì cũng báo cáo thật là về cái giá vé máy bay mà hạ trong ngắn hạn thì cũng tương đối khó. Thế nhưng mà trên tinh thần là hiện nay thì báo cáo Bộ trưởng là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các hãng. Trên tinh thần là cố gắng để mà chúng ta hạn chế được cái giá vé để kích cầu khai thác. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, giải pháp của hãng là đến tháng 5 sẽ tiếp nhận thêm một máy bay thân rộng thứ 30, đồng thời bổ sung thêm 4 máy bay thuế ướt vào dịp cao điểm hè để đáp ứng yêu cầu cao của người dân. Tuy nhiên, hãng cũng khẳng định khó khả thi vì thị trường cho thuê tàu bay hiện đang rất khó khăn. Toàn bộ cái thị trường cho thuê tàu bay hiện nay là rất khó khăn do vấn đề động cơ nói chung, rồi đặc biệt là đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Thì có hai cái giải pháp nữa. Một là bên cạnh cái chỉ đạo của Cục Hàng không rồi phối hợp với cái ACV cảng ấy, để mà làm thế nào để cái thời gian đỗ ở sân bay thấp nhất, tổ chức lại rồi vẽ lại những cái đường găng mà tính toán từng nửa phút một ấy, để làm thế nào đấy cố gắng cái tàu bay nó chỉ dừng lại chờ giữa hai chuyến bay khoảng 35 phút thôi. Đại diện Vietnam Airlines cho rằng đến hết quý 1, giá vé bình quân trên toàn mạng bay nội địa mới chỉ đạt 76% trong khung chứ chưa bắt sát giá vé trần. Nếu so với năm 2019 thì giá vé hiện nay cao hơn nhưng vẫn đang ở mức dưới giá trần khá xa, vẫn còn room lớn và để đảm bảo quyền lợi của người dân, hãng chưa tăng giá tối đa theo giá trần. Ngày 1 tháng 4 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Viện Hải Dương Học phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực giám sát rạn san hô tại Việt Nam. Phía Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam sử dụng thiết bị và công nghệ reef scan để giám sát các rạn san hô trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trong năm nay, Australia sẽ có 3 hoạt động đào tạo chuyển giao công nghệ reef scan cho Việt Nam. Điểm đầu tiên tại Viện Hải Dương Học, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 2 điểm tiếp theo tại khu bảo tồn biển Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận và khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam vào tháng 7 và tháng 8 tới. Dự kiến sẽ có khoảng 20 nhà khoa học, người quản lý khu bảo tồn biển được đào tạo về cách sử dụng công nghệ reef scan để giám sát hình ảnh, thiết kế lấy mẫu và nhận dạng san hô cũng như nền tảng reef cloud và các kết quả đầu ra để cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định và hỗ trợ bảo tồn dạng san hô.